Đấy, anh đẹp trai, anh rất chi đẹp trai. Anh độ đẹp trai quá quốc tế à? Ôi thổ, tí gãy ghế. Vâng, anh hơi hâm hâm một tí mà rất chi là đẹp trai. Cường Viễn chúng ta. Anh đang làm cái chiêu mà Lý Tử Long đóng trong bộ phim Tinh Võ Môn. Vâng, thứ Ok. hai, tiếng kêu của anh thể hiện sự sức mạnh của anh, sức mạnh của con người anh được toát ra như kiểu một luồng điện, và anh cũng đã thử rất nhiều lần vì xì xào vào dây điện, cắm ổ điện, anh cũng đã giật rất nhiều. Đấy, quay độ đẹp trai. Vâng, anh xin lỗi tất cả, Còn xin lại. lỗi mọi người, xin lỗi ba mẹ của anh. Còn lại. Còn lại. Vâng, anh xin lỗi tất cả vì đã. Cái gì? Vâng. Anh xin lỗi tất cả mọi người vì những sai lầm khi anh đã nói được. Anh cảm ơn nhỉ. Anh cảm ơn tất cả mọi người để cho anh được như ngày hôm nay. Được độ đẹp trai. Được thân hình 8 múi vào người 90. Được sức mạnh của Lý Tiểu Long. Là bác sĩ ông thần. Được sự điệu nhảy cha 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 từ bố mẹ anh dạy cho anh. Đấy, điệu nhảy cha cha cha. Tay với nhau đều vui say dưa tình cha cha cha. Ôi xe, ôi xe, come on. Đẹp trai nỗi các cô gái phải tút hết cả quần áo. Ôi xe, come on, đẹp trai, ôi xe. Tất cuồng với độ đẹp trai của Cường Nguyễn. Tốt đi. Đấy.